Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Alphavit Folic Acid do Mediusa sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Alphavit Folic Acid cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Alphavit Folic Acid có thành phần là axit folic 600mg, thiamin odonine 5000mcg, insulin 200mg, lysin 20mg, vitamin B6 20mg, vitamin B12 50mcg. Alphavit Folic Acid được bào chế dưới dạng dung dịch uống. Alphavit Folic Acid mang lại cho người dùng công dụng hỗ trợ bổ sung sắt và các thành phần cần thiết cho quá trình tạo máu, giúp dự phòng và giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Hỗ trợ bổ sung dưỡng chất và các vitamin cho cơ thể, phụ nữ mang thai và cho con bú, giúp tăng cường sức khỏe. Sản phẩm dùng cho các trường hợp: phụ nữ dự định có thai, bà bầu và phụ nữ đang cho con bú, người thiếu máu do thiếu sắt, hoa mắt, chóng mặt, trẻ em, trẻ sơ sinh thiếu máu do thiếu sắt sản phẩm Alphavit folic acid được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của alpha vit folic acid được nhà sản xuất khuyên dùng như sau: người lớn uống một ống, uống ngày 2 đến 3 mỗi lần; trẻ trên 1 tuổi uống ngày một ống. Chống chỉ định khi sử dụng alpha vit folic acid không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Alphavit Folic Acid, đồng thời biết cách sử dụng Alphavit Folic Acid sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh phạm